Bạch thầy, xin thầy quan hỷ chỉ cho con biết là trong gia đình con chỉ có một hai người theo đạo Phật. Khi bố con mất được một năm thì em trai con mất, thì con có làm chay niệm Phật cho bố con và em con. Nhưng trong gia đình con có một người không tin, mượn thầy về chú yểm vào mộ họ, bảo là không cho vong về. Vậy bây giờ con phải làm sao? Và họ chú yểm vào mộ, vậy thì những vong ấy có làm sao không? Xin thưa với các vị, không ai can thiệp vào được tiến trình tái sinh của bất cứ một chúng sinh nào cả, cho dù ông thần trên cuộc đời này, chứ đừng nói là ba cái thần chú. Có bốn điều mà không thể tư duy mà Đức Phật đã từng nói rồi. Có bốn điều bất khả tư nghị với tất cả mọi chúng sinh luôn. Thứ nhất là sự hình thành về thế giới. Thứ hai là Phật cảnh giới. Thứ ba là đường đi của nghiệp. Và thứ tư là cảnh giới thiền định. Trong bốn điều này là bốn điều bất khả tư duy, và không có một cái khả năng nào có thể xâm phạm đến được điều này. Ba yểm bùa chú cho vấn đề về không về, đây là quan niệm tín ngưỡng dân gian. Không ai có thể làm được điều đó trên cuộc đời này cả, cho dù là Đức Phật. Mà Đức Phật là người từ bi, không có can thiệp vào chuyện này đâu. Đức Phật có làm được cũng không làm chuyện này. Nhưng tất cả cái này là cho dù yếm hồn vong gì về hay không, đây là tín ngưỡng thôi các vị. Không có người dương gian nào can thiệp được đường đi của nghiệp và nhân quả cả. Điều này Đức Phật đã dạy rất rõ là không thể tư duy đường đi của nghiệp, là một con người phàm tình như vậy không biết được, không tư duy được một tiến trình như một quy luật, như một chân lý rồi. Thành ra cái việc này các vị nên nhớ là tin hay không tin, làm bùa làm chú gì đó, cái vấn đề này tùy tín ngưỡng. Tôi đã nói với các vị rồi, lời Phật dạy là Phật nhìn nhận như một chân lý. Đức Phật không tạo ra được chân lý, mà Đức Phật chỉ thấy chân lý như một quy luật cuộc đời. Tin cũng như vậy, mà không tin nó cũng vậy. Cho dù tối ngày ngồi chửi nó đi chăng nữa, hay là ai không tin Phật Pháp ngồi trước cửa chửi ông Phật từ sáng tới chiều, chả có can hệ gì với cái quy tắc của nhân quả trên cuộc đời này. Người tin cũng đường đi như vậy, quy luật. Giống như là tôi đã từng nói, lời dạy và chân lý của Đức Phật nó giống như sự khám phá của Newton vậy đó. Newton là người phát minh ra được lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất. Ông là người phát minh ra hay là ông chế tạo ra nó? Phát minh hay là chế tạo? Phát minh. Mà nếu cái gì là phát minh là nhận ra được cái sẵn có trên quy luật cuộc đời. Ông có mặt trên cuộc đời thì lực hút trái đất có không? Vẫn có, mà tại mình không có biết. Còn bây giờ ông có mặt cuộc đời, ông thông minh hơn những người đương thời, ông phát minh ra được việc đó để ông cống hiến cho cái sự phát triển của nhân loại và khoa học, thì điều đó tốt thôi. Nhưng ông phát minh cái sẵn có, chứ không phải là ông chế tạo ra. Cho nên sự có mặt của ông, lực hút trái đất vẫn chừng ấy. Mà không có mặt của ông trên cuộc đời thì sao? Thì lực hút dẫn cũng vẫn chừng ấy. Chứ chúng ta nói rằng không có Newton thì không có lực hấp dẫn, vậy lúc đó chúng ta sống ngoài không gian á, bay cả vòng 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 á, chứ không có trên mặt đất này. Thành ra chúng ta phải thấy Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay không. Nếu có là diễm phúc cho loài người để khám phá được quy luật thật này. Còn nếu không thì trước khi Đức Phật ra đời, con người có sanh tử không? Có tội ác không? Có nhân quả không? Có luân hồi không? Ủa sao có hết vậy? Điều duy nhất là tất cả điều này như một quy luật, mà tại chúng ta không có biết. Nhờ Đức Phật ra đời, bằng sự giác ngộ tuyệt vời của Đức Phật, thấy được quy luật này và chỉ cho chúng ta một phương pháp sống. Cũng giống như Newton khám phá được lực hút của trái đất để cống hiến vào khoa học, để phát triển được tàu bay, phi thuyền, quả tiễn, thế này thế khác để đi ngoài không gian. Nhờ Đức Phật có mặt để khám phá được một con đường siêu thoát ra khỏi sự ràng buộc tội ác tương đối của cuộc đời này. Như vậy chân lý này là quy luật rồi các vị. Cho nên lời của Đức Phật dạy, đừng nói là Phật tử mới chịu điều đó, hay là ai có theo Phật mới chịu điều đó, hay là theo Phật mới luân hồi, mới nhân quả, mới tội phước. Còn tôi theo cái gì đó, theo Thượng Đế gì đó, thần thánh nào đó, tôi sẽ theo ông đó, cầu nguyện đó, ông đó cứu tôi. Đó là cái cách mà nói của mọi người thôi. Muốn cứu bao nhiêu thì cứ nói thoải mái. Còn được hay không mới là điều quan trọng. Được hay không nó thuộc về quy luật rồi.
Cũng giống như tôi nói hồi sáng đó, ai nói tiến sĩ là cái miệng mình nói bao nhiêu việc với miệng của mình, còn được hay không không phải do cái miệng mình nói, mà được hay không phải do học. Như vậy ở đây tôi muốn nói gì? Khi học Phật thì những chuyện này là thuộc về dạng mê tín, tín ngưỡng mê tín, thì nên loại trừ bớt, đừng hoang mang bởi những điều này. Chân lý cuộc đời không ai can thiệp vào được hết á. Phật chỉ là người khám phá đã được quy luật thật là chân lý cuộc đời, chứ không phải Phật tạo ra được chân lý.